Trân trọng kính chào khán giả của Đài Truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, cái cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine đã sang tới hơn 100 ngày. Và có vẻ sẽ còn tiếp diễn và không thấy có lối ra. 100 ngày là hơn 3 tháng trời, khá dài. Và bây giờ nó có một liên minh mà chúng ta thấy nó thành lập ngay từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine, đó là liên minh của hai cường quốc Nga và Trung Quốc. Có nhiều người, thậm chí nhiều phân tích gia và nhiều người gọi là fan cứng của ông Putin bảo thôi chết rồi. Mỹ là vồ bẫy. Nga, Trung Quốc mà nó hợp tác lại thì Mỹ chỉ ăn mày. Đúng là như vậy. Quý vị thấy cái hình ảnh hồi tháng 2, khi mà ông Putin đi qua gặp ông Tập Cận Bình trước cái Thế vận hội mùa đông. Vui vẻ. Và đây người ta ôn lại những khoảnh khắc mà ông Putin gặp ông Tập Cận Bình, chỗ này chỗ kia, đại khái như thế, Sochi rồi các thứ đầy đủ, rất là thân mật, đâu đó đàng hoàng, ngon lành. Và ngày 4 tháng 2, 20 ngày trước khi ông Putin cho quân xâm lăng Ukraine, thì chính Trung Quốc và Nga đưa ra bản tuyên bố chung dài 5.000 chữ, nói là chúng tôi hợp tác không có giới hạn. Không có giới hạn. Thì thế rõ ràng là nếu đúng những gì hai người này nói thì Mỹ ăn mày. Có như Mỹ vô bẫy chỗ này. Và ngay ngày đầu tiên khi mà Nga xâm lăng Ukraine thì Trung Quốc đã ra lệnh bỏ cái chuyện cấm nhập cảng Mỹ, bột mì của Nga mà trước đó bị Trung Quốc bảo là bị bốc, cho nhập hết. Tất cả hai cảng nhập. Và từ đó chiến tranh xảy ra. Và Trung Quốc và Nga hợp tác hơn bao giờ hết. Trung Quốc mua cả dầu hỏa của Nga luôn. Dầu hỏa mà bị phương Tây chê, bị phương Tây cấm vận, Trung Quốc mua. Và mới đây, ông Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga bảo rằng là cái quan hệ của Trung Quốc và Nga còn hơn quan hệ đồng minh. Hơn quan hệ đồng minh luôn. Đó là những gì chúng ta được nghe. Chúng ta được thấy các cái dự án đường ống dẫn dầu vân 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 đủ thứ hết. Nhưng bây giờ cuộc chiến nó kéo dài hơn 100 ngày, bắt đầu nó có những cái gọi là coi dậy mà không phải dậy. Bởi vì sao? Bây giờ bắt đầu có những cái gọi là không còn cam kết như người ta tưởng nữa. Bởi vì Trung Quốc cũng phải nghĩ đến quyền lợi của chính bản thân họ. Ông Tập Cận Bình không ngờ là ông Putin để cuộc chiến kéo dài quá lâu, hơn 100 ngày. Ông Tập Cận Bình chắc cũng đã được ông Putin bảo rồi, ô khứ này tụi anh 72 giờ là tới Kiev. Và nhiều người cũng nói như thế. Ngay cả tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, bảo rằng là quân đội Nga quánh này thì 3 ngày nó tới Kiev, chính phủ Zelensky là banh càng, là lưu vong. Nhưng bây giờ 100 ngày vẫn chưa làm gọi được thủ đô Kyiv. Bây giờ còn đang vướng trong vũng lầy ở Donbass. Thế thì bây giờ ông Trung Quốc ông ấy, tôi chết cha. Tôi hỗ trợ anh. Tôi chơi với anh chống lại thằng đế quốc kia. Chứ anh phải làm gọi nó lẹ lẹ cái thằng Ukraine chứ, bây giờ anh kéo dài rồi mà nó kẹt. Thì mới đây trên tờ Washington Post họ tiết lộ là có ít nhất là 2 cuộc họp gần đây qua trực tuyến. Bên phía Nga đã yêu cầu bên Trung Quốc tiếp tục ủng hộ chúng tôi không giới hạn như hai vị lãnh đạo đã nói với nhau. Nhưng mà thưa quý vị, Trung Quốc thì họ cũng lo thân của họ như nãy tôi nói. Họ bảo cái gì? Chúng tôi không những muốn tiếp tục mà muốn mở rộng cái hợp tác với Nga luôn. Nhưng chúng tôi cũng có những giới hạn. Bởi vì chúng tôi không muốn để cho phương Tây trừng phạt chúng tôi nếu chúng tôi giúp mấy anh thoát cấm vận. Nghĩa là gì? Một mặt bề mặt ông Trung Quốc vẫn ủng hộ Nga, nhưng bên trong ông vẫn sợ. Bởi vì lạng quạng là Mỹ và phương Tây cũng trừng phạt Trung Quốc, mà ông Ngoại trưởng Antony Blinken cũng như bà
Bộ trưởng Tài chính của Mỹ Janet Yellen đã nói nhiều lần, hey, anh mà giúp đó mà thoát cái vận tôi là của tụi tôi là anh coi chừng. Tôi biết mày mua dầu hỏa đó, mày mua bột mì đó, mua đủ thứ hết. Chúng tôi chưa nói tới. Nhưng bây giờ coi chừng. Thì tại sao coi chừng? Đó. Thì chúng ta phải nhìn rằng là gì? Trung Quốc đang bị cái chính sách Zero Covid Policy. Thành phố Thượng Hải bây giờ chuẩn bị mở cửa trở lại. Khi mà cái nền kinh tế Trung Quốc trở lại, họ vẫn muốn bán hàng hóa họ sang cho các nước khác, đặc biệt là thị trường Mỹ và thị trường Liên Âu. Nó không có chết. Lời người Mỹ nói, à có người bảo ôi nếu mà Mỹ cấm vận ở Trung Quốc thì Mỹ là gì sai, thôi là cũng đã làm rồi. Nên nhớ Mỹ vẫn còn đang đánh thuế hàng nhập cảng của Trung Quốc nha, và dân Mỹ phải trả cái tiền đó nha. Ông Biden chưa bỏ cái gì hết dưới thời ông Trump. Nói cách khác là dân Mỹ sẵn sàng trả đắt hơn để cấm vận anh, tôi làm cho hàng hóa của anh bị giảm hoặc là khó khăn. Thấy không? Bây giờ đối với Mỹ và phương Tây, mà thị trường Mỹ và thị trường Liên Âu là lớn của Trung Quốc. Đối với Nga, Trung Quốc buôn bán không bao nhiêu. Tất nhiên về mặt ngoại giao thì mới đây ông Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc trong cuộc họp trực tuyến có cả Lavrov đó bảo chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ. Thế ở Liên Hợp Quốc chúng tôi bỏ phiếu chống, chúng tôi bỏ phiếu trắng. Nhưng mà trên thực tế thưa quý vị, người ta nói vậy không phải vậy. Không có quốc gia nào mà họ bênh vực quốc gia nào hoàn toàn nếu quyền lợi của họ bị đụng chạm. Con người mình cũng vậy luôn. Y chang. Và bây giờ Trung Quốc đang bị kẹt. Bởi vì sao? Ông Nga để quá lâu cái chuyện Ukraine không giải quyết được. Và bây giờ Trung Quốc đang bị kẹt. Rồi Trung Quốc nói gì nữa đối với ông Nga? Bây giờ là anh phải giải quyết xong chuyện này, tôi mới đầu tư vào cho anh được. Bởi vì sao? Mới đây ông Ngoại trưởng Antony Blinken của Mỹ trong một buổi nói chuyện ở tại Hội đồng Ngoại giao Foreign Relations Council, ông nói là gì? 7.800 công ty rút ra khỏi Nga không phải vì cấm vận, mà là vì họ không muốn làm ăn ở một đất nước mà bị coi là gì? Coi là gì? Xấu xa, bị coi là bất hảo. Xin nhắc lại lời ông Antony Blinken nói. Bởi vì khi mà cấm vận như thế, nguyên cái hệ thống truyền thông của phương Tây và Mỹ nó làm cho nước Nga giống như là kẻ tội đồ. Giống như thôi nhá. Xin nhắc lại quý vị, tôi không nói gì, tôi chỉ tường thuật. Giống như một kẻ tội đồ, một thành phần bất hảo. Mà người Nga không thấy cái điều này. Các công ty của Mỹ không phải là các công ty nhỏ. Công ty nhỏ tôi làm ăn với lại kẻ xấu vẫn có, chả sao cả. Toàn là đại công ty mà đa quốc gia bị xấu hổ vì làm ăn với thành phần bất hảo, cho nên bị mang tiếng, họ phải rút ra. Ví dụ McDonald's này, anh Burger King giờ không rút ra là bởi vì anh Burger King bán franchise. Còn McDonald's làm chủ hết, Starbucks làm chủ hết, giờ chúng tôi rút ra. Bởi vì nếu mà tiếp tục làm ăn ở tại Nga thì người ta tẩy chay chúng tôi những nơi khác. Các công ty như Shell lỗ hàng tỷ đô la, BP lỗ hàng tỷ đô la, vẫn phải rút ra, bán tháo tài sản luôn. Bởi vì mang tiếng, làm ăn với thành phần bất hảo. 7.800 công ty rút ra khỏi Nga. Ông Trung Quốc bảo thế này. Thế thì bây giờ đó, bọn tư bản nó rút ra, thì anh phải giải quyết cái chuyện này làm sao để đừng cấm vận, để chúng tôi các công ty Trung Quốc sẵn sàng vào thay thế. Nhưng bây giờ vào không được, rồi vào là vi phạm cấm vận. Thấy chưa? Đây là cơ hội bằng vàng của Trung Quốc. À mấy anh đi ai gì, chúng tôi bảo tôi thế. Tuần trước Putin còn nổ, nó bảo ô chuyện các công ty nước ngoài rút ra là có thể là điều may mắn cho Nga, bởi vì các công ty của Nga có cơ hội thay thế. Đúng là chém gió. Nga thay thế được, Nga bây giờ đã là làm McDonald's, Nga đã làm Starbucks,
Nga đã làm điện thoại Apple rồi, có đúng không? Đó là nổ. Cái chuyện này nhiều chuyện vui lắm. Tôi sẽ tiếp tục kể cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị đã theo dõi lại truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi như là chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện mà gọi là cái cuộc hôn nhân của Nga và Trung Quốc bắt đầu nó không tan vỡ, nhưng nó không còn mặn mà như những ngày đầu Nga tấn công xâm lăng Ukraine. Bởi vì cái tuần trăng mật nó kéo dài quá, tới hơn 100 ngày mà vẫn không nhúng nhích gì, đâm ra bây giờ ông Trung Quốc vô thế kẹt. Theo tờ Washington Post nói, những người bên trong tiết lộ cho biết là chính ông Tập Cận Bình ra lệnh cho các cố vấn thân cận nhất của ông tìm những cái cách nào đó để giúp Nga về mặt tài chính, nhưng mà không vi phạm lệnh cấm vận của phương Tây. Điều đó không phải dễ. Người ta bảo xây lúa không thể ấm em được, để ông vừa đòi xây lúa vừa ấm em. Và trong 100 ngày vừa qua, Trung Quốc đã rất cố gắng tiếp tục ủng hộ Nga và tìm cái cách nào đó về mặt ngoại giao để giải quyết vấn đề này, nhưng không giải quyết được. Họ biết vừa ủng hộ Nga vừa không làm phật lòng phương Tây là một điều khó. Và 100 ngày qua họ không làm được, bởi vì ông Putin không có một sáng kiến gì cả. Không có cho bên Ukraine một lối thoát nào ra, không cho phương Tây một lối thoát nào ra luôn. Không có lối thoát. Thì bây giờ ông Trung Quốc ông bảo anh phải tìm lối thoát, chứ bây giờ anh cứ bắt tôi cứu mang anh mãi như thế này thì chết. Đặc biệt hơn nữa, cách đây hơn một tuần, ông Biden đã làm nhiều cái điều mà Trung Quốc bắt đầu thấy khó chịu, và rõ ràng là Hoa Kỳ bắt đầu ép Trung Quốc từ những chuyện như sau. Nếu quý vị nhớ rất là rõ ràng, từ cái tháng 10 năm ngoái họp trực tuyến với lãnh đạo ASEAN tặng 100 triệu. Ngày 12-13 tháng 5 vừa rồi, họp thượng đỉnh lần đầu tiên ở thủ đô Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tặng thêm 250 triệu. Và trong ngân sách thì đang xin thêm 800 triệu để hỗ trợ ASEAN chống lại Trung Quốc. Và tháng 11 năm nay trong hội nghị thượng đỉnh Á Đông, chúng tôi sẽ nâng tầm quan hệ lên là đối tác chiến lược toàn diện. Chiến lược toàn diện ngang với lại là Úc và Trung Quốc đã ký với ASEAN hồi năm 2021. Thấy chưa? Rồi gì nữa? Ông Biden đần quá đi tới Nam Hàn. Vào thì kêu muốn nói chuyện thì nói thôi, đâu có sợ gì đâu. Cái đó cũng kẹt Trung Quốc, bởi Trung Quốc nghĩ là Biden đần quá không dám nói câu đó. Bây giờ Biden mời rồi đó, vậy là cũng đâu thua gì Donald Trump đúng không? Ê, anh nghiêm túc, tôi sẵn sàng nói chuyện với anh. Nhưng mà qua bên Nhật làm cho Trung Quốc xính vĩnh luôn, mặc dù là chém gió. Có nhiều người bảo chém gió hù dọa làm gì, nhưng mà chưa bao giờ có ai chém gió như ông Biden. Nó thắng luôn. Anh mà đụng Đài Loan là chúng tôi bảo vệ Đài Loan tới cùng. Ôi, câu này sốc hàng mà. Rồi đòi ủng hộ Nhật vào thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nữa. Rồi cái bà Catherine Tai đó, cái bà đại diện thương mại, nói chuyện với ông Lưu Hạc, phó thủ tướng Trung Quốc, mấy vòng đàm phán không giải quyết được chuyện kinh tế. Bây giờ Trung Quốc lại đang bị cái vụ Zero Covid Policy. Quý vị thấy không? Cái này mà trở ngại với Mỹ không giải quyết được. À, ở Nhật ông Biden còn thả bò mồi bắt bóng nữa. Tôi đang cân nhắc có thể bỏ một số loại thuế với Trung Quốc. À, thả mồi bắt bóng luôn. Tháng 10 này, ông Tập Cận Bình sẽ lên ngôi lần thứ 3 ở Đại hội Đảng Trung Quốc. Mà từ giờ đến tháng 10, những chuyện như vậy mà không làm được, nó kẹt trong Tập Cận Bình. Cho nên anh Nga là tôi cung mang, đâm ra tôi kẹt. Thấy chưa?
mà bây giờ tôi không dám nhúc nhích luôn. Và bọn phương Tây với Mỹ nói là hề, tôi làm lơ anh cái vụ mua dầu rồi nha. Những vụ khác nha, anh mà đi quá đà là chúng tôi chơi đó. Và nhất là vừa rồi, khi ông Biden viết cái bài xã luận trên tờ New York Times ngày 31 tháng 5, khẳng định những gì Mỹ sẽ làm, quyết tâm sẽ làm. Rồi Liên Âu thay đổi từ chuyện Thụy Điển với Phần Lan nộp đơn vào NATO. Rồi bây giờ Đức cung cấp hệ thống phòng thủ cho Ukraine. Rồi Hòa Lan cung cấp đi. À, nước Nga làm gì? Cắt đường ống dẫn dầu với khi đốt một số nước như Bulgaria, Ba Lan, Hòa Lan, Phần Lan, chuyện nhỏ. Bây giờ chơi là chơi tới rồi. Bây giờ hơn 100 ngày mà bây giờ thấy không có lối ra. Mà càng lâu như vậy đó thì Trung Quốc có thể sẽ, họ không bỏ Nga hoàn toàn, nhưng họ không mặn mà như sau ngày 24 tháng 2 nữa. Và quý vị nên nhớ một điều, bất kỳ một liên minh nào trên thế giới này đều không có vĩnh cửu, không bao giờ vĩnh cửu. Họ chỉ liên minh nhất thời, và chừng nào quyền lợi của họ không bị thiệt hại, khi quyền lợi của họ thiệt hại họ tính thiệt hơn. Chắc chắn là ông Tập Cận Bình không bỏ cái liên minh với Nga, nhưng ông Tập Cận Bình không ngu mà lo cho Nga mà chết dân Trung Quốc, có đúng không? Cũng như chúng ta thôi, có giúp thằng hàng xóm thì cũng giúp vừa hai với lo vợ con mình chứ đâu thể nào mang ăn cơm nhà đi vác ngà voi mà vác quá đà, vì vợ con nó trừ lớp hải. Trung Quốc bây giờ cũng vậy. Đó là một cái sai lầm nữa của ông Putin, và cũng có thể là sai lầm của Tập Cận Bình luôn. Không ngờ phương Tây đoàn kết mạnh như thế. Trong bài xã luận, ông Biden có nói câu đó. Và trong ngày thứ sáu tuần trước, ngày 3 tháng 6, ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký khối NATO, cũng nói cái chuyện đó. Muốn làm cho NATO nhỏ, bây giờ tự nhiên nó rộng ra. Nó đang rộng ra thì đúng hơn. Thế bây giờ nhìn lại tất cả cái cuộc bể sâu này từ ngày 24 tháng 2 đến giờ, chúng ta thấy cái điều gì? Bây giờ ông Nga đâm ra oán hận cái ông Trung Quốc. Là bởi vì sao? Quý nhớ câu chuyện tôi kể. Người ta bảo nếu mà ông Putin đánh Ukraine hồi tháng 12 năm ngoái, hoặc ít nhất là tháng Giêng là xong rồi. Giờ này Zelensky là đang ở đâu rồi? Làm gì có chuyện mà người này kia đến thăm rồi đi qua, vừa rồi đi qua Kharkov nó ghê. Bởi vì sao? Bởi vì nghe lời Tập Cận Bình. Tập Cận Bình bảo em khoan đánh, đợi anh làm xong Thế vận hội. Sau ngày 22, sau khi anh đánh xong Thế vận hội 20, thì là 22 ông Putin, nghĩa là tuyên bố thừa nhận hai vùng độc lập, 24 là oánh. Y chang giống như cái hồi Sochi vậy đó. Cứ nhớ câu chuyện tôi kể. Tháng Giêng năm nay, chính ông William Burns, giám đốc CIA, cựu đại sứ của Mỹ tại Nga, bí mật đi qua bên Ukraine gặp ông Zelensky và chỉ cho biết là cái phi trường tình báo, tôi cho biết là Nga sẽ đánh phi trường Antonov ở thành phố Hostomel ở phía bắc của Kiev để nó đổ quân vô. Dân Ukraine tập trung nó đến quanh là không vô nổi, không đổ bộ quân được xuống, bể hết luôn. Bây giờ có thể là ông Putin đang ngồi nghĩa là bực mình đó. Mẹ kiếp đó, lúc đó quanh trước đừng nghe lời Tập Cận Bình. Quanh lúc đó là Zelensky chỉ có chết. Nên nhớ nha, tháng Giêng ông William Burns qua nha, bí mật đi qua bên Kiev. Nên nhớ nha, từ năm ngoái là Putin đã tập trung quân đội ở xung quanh, ở gần biên giới của Ukraine rồi. Sau đó rút bớt một ít để tháng 6 gặp ông Biden ở Geneva. Và ông Biden sau này có kể, tôi nói với Putin đừng có tấn công, đừng có xâm lăng Ukraine. Hồi tháng 6 năm ngoái gặp ở Geneva bên hồ, kế bên cái hồ đẹp lắm. Nhưng mà về vẫn làm. Sau khi xong lại đưa quân trở lại, và 24 tháng 2 bắt đầu đánh. Tức là Putin đã chuẩn bị từ năm ngoái rồi, nhưng mà không đánh. Có lẽ là chờ Tập Cận Bình xong Thế vận hội mùa đông. Nếu điều đó là đúng thì bây giờ rõ ràng là Putin bị phản bội. Mà không hẳn là phản bội nữa, Trung Quốc bảo xông cảm đi. Lúc đó tình hình khác, tình hình khác, em để kéo dài quá. Anh nói với em rồi. Thấy không? Anh nói với em đánh làm sao lại lẹ.
anh yên tâm, em 72 tiếng làm cho thằng Zelensky là nó đi tàu suốt. Nhưng mà bây giờ là bao nhiêu? 100 ngày rồi. Một ngày 24 tiếng là bao nhiêu? 2.400 tiếng nó vẫn còn ở đó. Đó lỗi tại em đánh dở. Đúng không? Bây giờ hai người hình như là không nhìn nhau nữa. Xin bác kỹ thuật cho coi cái hình. Bây giờ tôi không nhìn nhau nữa. Bởi vì Nga bảo là anh đã giúp chúng tôi, phải giúp cho tới nơi tới chốn. Giúp tối đa. Anh Tập Cận Bình bảo tôi giúp tối đa. Nhưng mà anh bây giờ đưa tôi cái thế như thế này nó kẹt lắm. Kẹt lắm. Bởi vì tôi phải lo cho dân tôi nữa. Và tôi lo đại hội đảng tháng 10 này tôi lên nữa. Không lạc quan tôi không lên à. Chứ bây giờ. Mà bây giờ thằng cha Biden, thằng cha Biden nó đần mà nó đi nó la úng sùng ấy. Nó đòi gom cái bọn ASEAN lại quánh tôi, rồi gom cả nào là này kia, rồi nó lấy lòng thằng Kim Jong Un nữa. Có gì không? Mà nên nhớ hơn 2 năm rồi Tập Cận Bình không bước ra khỏi Trung Quốc nha. Kỳ này có đến đồng Hồng Kông mà Hồng Kông vẫn là Trung Quốc, chưa bước ra khỏi Trung Quốc nha. Biden đi quá trời luôn. Sắp sửa đi nữa nè, Trung Đông nữa này. À, đi Trung Đông nữa, tháng 6 này. Kinh không? Thành ra thưa quý vị, có nhiều người nói rất đúng là Nga với Trung Quốc sẽ tái hợp lại và quánh Anh Mỹ là banh chàng. Điều đó đúng. Nhưng mà xui là không tái hợp lâu bởi vì anh Nga không làm được việc để cái việc nó kéo dài. Mà anh Nga có thể anh đổ thừa anh để tôi đánh tháng riêng tháng 12 là xong rồi. Cũng vì anh. Vậy thì tôi cần cái Thế vận hội thành công để tôi lên Tổng Bí thư tiếp chứ. Cuộc đời nhiều cái buồn cười quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị ở chương trình sau.